Chào em vừa thực hiện xong hai cái dịch vụ làm đầy vùng trán này, làm đầy vùng má này, thì em có thể soi gương và xem cái kết quả, ngắm nghía kết quả mình xem là cái kết quả mình là nó có được như kỳ vọng của em mong muốn Em khá là ưng ý và nhìn trẻ hơn nhiều anh ạ. không? Trong Em có đây. thấy là làm xong mặt mình nó có bị sưng đề gì Không anh ạ. Làm bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng. không? Nhà đúng không? Trước khi em làm thì chắc là em sẽ có rất nhiều những nỗi lo đúng không? Không, để chia sẻ cho các bạn một chút Em ạ. làm thì em sợ đau, đau lắm anh ạ. Sợ gì nữa? Rồi làm mình sợ là ví dụ như mình làm như xem trên truyền hình ấy thì là có nhiều nhiều ca như bây giờ thẩm mỹ là sẽ bị hỏng, rồi là ảnh hưởng đến mắt, rồi là làm sẽ không được như ý như những gì người ta quảng cáo đó. Nhưng mà em làm thì thứ nhất là nhẹ nhàng, cái thứ hai là kết quả là ưng ý. Thực ra thì mọi người trước khi đi làm thì có rất nhiều nỗi lo. Dạ. Lo là làm nó có đau quá không nè, làm xong nó có đã ảnh hưởng sức khỏe hay không, và trong quá trình làm thì mình có bị chảy máu hay bầm tím sưng đề Đúng gì rồi, không. đúng Đó rồi. là những nỗi lo của gần như là ai cũng vậy. Thì cái kết quả mà anh vừa làm cho em thì nó rất là đẹp rồi. Thế thì em có thể là có một cái lời gì là nhắn nhủ cho các bạn đang muốn làm đẹp là hãy mạnh dạn lên, hay là không, có để một cái câu nào đó động viên các bạn được. Thật ra trước khi làm đẹp ai cũng lo cũng sợ, nhưng mà sau khi em đã làm rồi thì em thấy điều đấy rất là bình thường. Và như bây giờ thời buổi 4.0 rồi thì tất cả mọi người, chính bản thân mình phụ nữ phải biết yêu thương mình và tự biết chăm sóc bản thân mình trước khi được chồng, được người yêu, được bạn trai quan tâm, thì mình tự quan tâm chăm sóc bản thân mình. Đấy là phải có những người tiến bộ như em thì mình mới có những cái tư duy này. Anh thấy là có rất nhiều các chị này, các mẹ này, cả đời hy sinh, lúc nào cũng hy sinh vì chồng vì con, chả quan tâm đến bản thân mình, nhìn lúc nào cũng vội vội vàng vàng, mặt thì lão hóa, da thì nhăn nhúm, nhưng mà nhìn lúc nào nó cũng mệt mỏi. Mà em thấy là ví dụ như là các chị bảo là thôi để kinh tế ổn thì hãy đi, hoặc là để sau này đi, nhưng mà theo em nếu mà đẹp thì phải đẹp ngay được lúc mình còn trẻ. Ví dụ như thà mình đẹp từ năm 20, 25 tuổi còn hơn là đến 30, 35 tuổi rồi mới già rồi mình đi làm đẹp. Thì thà mình đẹp hơn 10, trước đến 10 năm rồi. Anh Tự em. mình phải yêu bản thân mình Đúng. chứ. Anh thấy mọi người chờ đủ, một là chờ con lớn này, hai là chờ đủ tiền này, Dạ. chờ là xong công việc này hay xong dự án này. Mấy hai nữa khi mà mình thật ra là mình chăm chút bản thân mình một tí thì mình đi ra ngoài mình làm việc, mình có đối tác rồi mình công việc các thứ nó sẽ thuận lợi hơn. Tự Bây tin giờ hơn. thì tất cả mọi người đều biết là cái hình thức là cái ban đầu để cho mình giao tiếp, để cho mình gặp đối tác, tất cả mọi thứ đó, Như kiểu cái nên là bia. nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều, chứ không phải là cứ hẳn là mình làm đẹp để mình đi nọ đi kia hay như thế nào. Mà mình làm đẹp ở đây ấy, thì khi mà mình trước mắt là mình để mình bản thân mình thấy tự Mình tin, đẹp, mình tự tin. mình thấy tự tin, mình đi ra ngoài giao tiếp khi mình tự tin, rồi mình gặp đối tác hoặc là mình làm bất cứ công việc gì mình kinh doanh các thứ thì nó cũng sẽ thuận Thuận lợi lợi hơn hơn đúng không? đó. Thì khi em xinh đẹp á, em thấy tự tin em đi gặp đối tác này, gặp mọi người này, em sẽ thích đi gặp hơn. Còn ví dụ mình có một cái nhược điểm gì đó, mình ngại ra ngoài. Nó hỗ trợ cho Đúng cả, ví rồi. dụ như mình đơn giản là mình hỗ trợ cho cả phần ăn nói của mình vụng về, nhưng mà mình xinh xắn thì mình tự nhiên Ghi mình tự à? tin hơn và mọi người yêu quý hơn, anh có công nhận không Ok, rất đó? là cảm ơn. Anh thì rất đồng ý với quan điểm của em, vì anh thấy là có rất nhiều các cô có nhà rất có điều kiện. Tuy nhiên là cứ nói đến làm đẹp là cô ui cô sợ đau lắm, hoặc là cô sợ nọ sợ kia. Nhưng mà thực tế làm bây giờ công nghệ nó rất hiện đại, em không thấy đau Công đúng nghệ không? hiện đại, với hai nữa là em nghĩ là tất cả các bạn và các khách hàng cần phải tìm đến một một người bác sĩ mà phải có tay nghề. Bởi vì ví dụ như mà cùng là tiêm 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 giảm đau gây tê đấy, nếu mà một người không có tay nghề thì nó sẽ gây đau hơn so với bác sĩ có Đau tay mà nghề. bầm dập Nhưng bản thân em làm ở chỗ anh thì em thấy là nói chung là hài rất lòng nhẹ đúng không, nhàng. mát tay đúng không? Ok, cảm ơn em. Thực ra đây mọi người đều chia sẻ như thế hết, ở nhà cứ nghĩ là rất là đau, nhưng mà đến sau khi làm xong mọi người đều bảo ui em cứ em mà biết nó nhẹ nhàng này em đã làm lâu rồi. Mọi người đều có những cái câu chia sẻ rất là quen mà anh nghe hàng ngày luôn. Ok, cảm ơn tất cả những cái chia sẻ của em. Thì hy vọng là cái những chia sẻ của em là đến được với một vài người đó là đang còn vất vả, đang còn sợ đau này, đang còn phải hy sinh như chồng con mà chưa dám bứt phá ra khỏi cái vùng an toàn này mình đi làm đẹp. Ok, cảm ơn em.